San xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Phạm San Family Cuộc Sống Trung Quốc. Video này San quay là trước khi hai mẹ con San ốm ở cả nhà. Vì ho dữ dội quá thì hai mẹ con có đi tiếp nước và không lồng tiếng được nên San không ra được video. Mong cả nhà mình thông cảm ạ. Xe đạp điện mà San mua này chỉ có đi gần thôi cả nhà, chứ đi xa thì hết điện giữa chừng. Chỉ đi mua rau, đi chợ hoặc là đi đón con trạch thì đi thôi, chứ còn mà bảo là đi tầm chục cây thì chắc là không còn điện mà về. Họ đón đầy. Bên này họ toàn dùng xe điện. Đó, đưa cho mẹ cặp một cái là chạy tót qua bên kia để chơi ạ. Bữa nào cũng phải chơi ở trường nửa tiếng xong mới chịu về ông bà cô chú ạ. Mấy bữa trước Quang Trạch có ho nhưng mà San không có cho con tiêm mà uống thuốc và thở cái bình gọi là bình thuốc oxy ấy cả nhà. Còn lúc đấy thì San vẫn chưa bị. Sau đó là lây hai mẹ con luôn. Thì San có đi tiêm. Còn Quang Trạch thì cũng đỡ hơn một chút. Thời tiết bây giờ cũng nắng nóng và vào đầu mùa hạ rồi, nên là dịch bắt đầu bùng phát cả nhà. Thì cả nhà gửi lời quan tâm đến hai mẹ con San. Thì San xin cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều. Để gần nhau để trèo lên đấy ông bà cô chú ạ. Lại ngồi cái xe cút kít, cái xe ngựa. Bữa hôm nay thì San sẽ nấu toàn món ăn Việt Nam thôi cả nhà. Thì thử xem là Thái Lực có ăn được những món ở bên mình không nha. Thịt ba chỉ thì San mua trong siêu thị, người ta bán từng miếng như này á. Cái chỗ này nó hơi nhiều mỡ một chút. Này thì có lạc này, nó không được đều ấy cả nhà. Người ta cắt cho từng miếng một như thế này, mình tự chọn miếng một á. Đó thì bây giờ San sẽ thái thịt. Cắt làm đôi. Bây giờ thì San sẽ ướp gia vị cả nhà. Cho đường. Bốn xìa đường. Muối này. Một nửa của muối. Đêm. Đây là nước cốt chanh. Ở bên trong thì có tỏi, hành này và ớt nữa. Ớt này ớt ngọt. San sẽ lấy cái nước cốt của nó. Lấy nước cốt mình vắt vào đây.
còn một chút cái cho nốt. Nước mắm cho 2 xìa nước mắm. Trộn đều này. Sang luộc mấy quả trứng nữa. Mấy quả trứng chim cút lát nữa bỏ vào trong thịt á. Anh nó bóc trứng. Mình chưa đau phao cho mình nghe. 你知道我是我你忘了我说什么了吗？ 算 hỏi là anh cũng biết ngâm ở trong cái nước kìa. Anh lại hỏi San là em không biết anh làm gì hả? Em không biết từ trước giờ anh làm gì hả mà hỏi lạ thế. 吃的东西我当然知道啊，别的东西我不知道，那吃的东西我还不知道。你去偷看。 Này nó nước màu ạ. Bỏ thịt ạ. Đi học bỏ than. Cảm ơn. 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 Món thịt kho tàu của San đã chín rồi ông bà cô chú ạ. Bây giờ San sẽ múc ra và chuẩn bị ăn cơm nha. Thôi quá. Sai. San đã nấu xong cơm rồi ông bà của chú ạ. San chào ông bà. Bây giờ cả nhà San đi ăn cơm đi. Nước chấm San chuẩn bị trước. Anh nay có 3 món ạ. Toàn món Việt Nam luôn. Cho ra đi. Cho ra đi. Đi sợ rồi. Số là 3 thôi ạ. Đây. Ông bà cô chú ăn cơm. Ông bà cô chú thế nào nhỉ? Thế nào, thế nào? Phải xuống. Thế nào? Thế nào? Con mời ông bà cô chú ăn cơm ạ. Nhị nhị à xua, con mời ba ăn cơm ạ. Con mời ba ăn cơm ạ. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Con mời mẹ. Đây, hỏi bà. Chào bà, chào bà. Ba bà chưa phải, mama chưa phải. Ba bà chưa phải, mama chưa phải. 很鲜。这是好好吃啊！这个龙胆好好吃。什么龙？龙。龙。光姐，你把这个肉也吃了，肉也吃，来，叫光姐你品尝。啊，这个辣。这不辣。给你爸这个肥什么？这肥，你吃这个。 那个肥的好吃，肥的不腻。它就是不是很辣，就是很辣。你吃，你吃。我叫不得吃的。可以尝这个。你吃它就那个入口即化了嘛，这好吃。这跟我们那边那个。我不吃，你吃。这玩意儿我尝吧。这好吃。这个叫啥？
Sao mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình bố San ạ. Ừ. Sư lên. Quang Trạch sư lên con này. Này đâu mà đây là sư. Sư chín sai. Sư.这个空心菜蘸这个调料，这里。嗯。这是柠檬。这是柠檬，不是鱼露，柠檬。嗯。你光吃鸡蛋？嗯。青菜。是不是青菜？光这个。空心菜叫什么？空心菜呀。叫馍。这叫馍嘞，软的，我不拿个桌。三萝卜。不来，蒸没那么短，软嘞。快点。把米蒸没那么干。软软嘞。料好吃。嗯。我说我今天都是煮越南菜给你吃。嗯。感觉我也可以吃得惯嘞，挺好吃的。主要是你这个鱼露你能吃。能吃。嗯。anh nói là ăn ngon, chủ yếu là cái nước chấm này, nước mắm này, thái lực thì ăn được ông bà cô chú ạ. Ừ.嗯，那个菜比较下饭。嗯，对，我们那边的菜就比较下饭。ăn thịt nè, nhỉ ăn sư rau à, bán đâu chứ đâu chưa phải à? San hầm miếng mỡ này rất là nhừ ông bà cô chú anh nên là mình ăn mà nó không bị ngán. Mình sáng hay đến nè. Không được rồi. Thế nào cho hợp? Thế tôi sư gì nó? Thế à? Thế là sư. Cái 你也吃，我都吃，只是吃一点瘦肉啊。你不吃肥，给你爸吃肥。对，你快吃，乖。这个甜不甜？这这这这。嗯，那是糖浆。嗯，爸爸吃你也吃，吃了才好好长身体。嗯，嗯，那你吃着。这个空心菜蘸这个调料好吃，还是蘸这个调料好吃？都差不多吧，都可以。这空心菜好脆啊。嗯。味，看看味，味很好，还有下面的好看吃，你搞啥玩意？San ở bên miền Nam là thích nhất ăn những rau muống chấm với lại nước mắm tỏi ở cả nhà. Mà mà sao mày đổi cái đài ha mà? Chưa có ăn cái thứ nhỏ cha mà.
我们这边大概一般都是甜的或者是辣的。我这个不甜。这个没有很甜的，就是那个鱼露的味道。鱼露是吧？嗯。我也放糖了呀。有甜一点点，很甜吗？有点点嘛，我们那个甜的特别甜，放好多好多糖那种。这个特别甜，我受不了。嗯。这个鸡蛋好吃。但是你们搞是不是有放啤酒啊？嗯。ở bên đây thì làm món thịt kho tàu ấy có hai loại cả nhà. Mà hỏi nấu ngọt lắm. Con Trạch nói chuẩn. Mình thấy là thì con đã no rồi. Rồi, không phải rồi. Sư phán là sư. Rồi. 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 Tuy. Rồi. Con ăn no rồi. Con ăn no rồi. Tuy. Chuẩn. Ngày sang ăn món Việt Nam ăn no luôn ông bà cô chú ạ. Chứ bữa nào ăn no như vậy. Cứ ăn món Việt Nam thì lại ăn no, mà ăn món Trung Quốc thì mình cứ kiểu không ăn được cơm đâu. Nhưng mà món Việt Nam á, ăn thì rất là tốn cơm. Lão công. Ừ. Tôi 今天做的饭菜怎么样？挺好吃的啊。这个饭菜跟你们湖北这边有什么区别吗？你觉得？就是口味不一样吧。我们这边就是稍微辣一点点，你们就比较清淡嘛。对，我们吃比较清淡。嗯。但是我感觉你都可以吃，你都能吃。是我都能吃，你给别人吃，别人不一定吃得惯了。对对。哎、嗯，我们之前就做了很多视频嘛。嗯。我发在网上，然后你的粉丝他们也学我做给他家里人吃。真的吗？真的。我以为他们就是光看的，没有自己做的。我以为他们只看的，然后他们有做给家人吃，然后说家人说挺好吃的，然后就是叫我对你说一声感谢，因为你要教他们做饭。不用不用不用不用不用不用不用。是我，应该是我谢谢他们才对。因为他们如果没有人看的话，我也没有说一个动力呀、啊，有那个精神去搞那个事情嘛，做那个视频嘛。嗯，而且你说在网上那么多人做是吧？又不是只有我们做，嗯、就是可能他们是对我们的喜欢嘛，所以才看我们的视频，嗯、然后支持我们是吧？嗯，他是认可嘛。感恩欧玛锅主。我会把我会做的菜呀，还有一些做饭的技巧什么的，都会给分享给大家，谢谢大家。
希望大家多多支持我。单边我买过猪。单边我买过猪，安排过猪。好。